Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được 8 cặp mâm nữa nha anh em. 8 cặp mâm đùm có quay game được nha anh em. Thì anh em nào cần mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Thì mấy cái hàng này là hàng nặng. Thì anh em nào còn chưa mua hàng bên mình thì cọc cho mình 100.000 nha anh em. Cọc cho mình 100.000 nha. Tại vì hàng nặng ship đi ship về nó tốn phí nhiều lắm nha anh em. Còn cái phần cọc thì mình bảo đảm cho anh em là không bao giờ mất cọc nha. Bảo đảm cho anh em không bao giờ mất cọc. Thì mấy cái mâm này mình bán sẽ bán cho anh em đồng giá hết nha. Mâm 3 cây nè, 5 cây nè, 6 cây gì đó, toàn bộ 8 cặp mâm này là mình bán đồng giá cho anh em với giá là 750.000 bao ship nha anh em. 750.000 bao ship toàn bộ. Là mấy cặp này là mình sẽ lựa ra rồi mình bán đồng giá cho anh em hết 750.000 nha. Rồi bây giờ để mình quay chi tiết cho anh em nha. Rồi anh em ưng cặp nào thì cứ alo trực tiếp cho mình. Thì mấy cái hàng này là hàng bãi. Mình mua về sao thì mình để vậy mình bán cho anh em luôn nha. Nên có giá rẻ nha. Thì giờ anh em nào muốn đẹp thì vệ sinh rồi sơn phết lại thì xài. Còn mình mua trên đó thì giờ mình bán cho anh em giá 750 là cũng quá rẻ rồi nha anh em. Tại vì mình đi mua công mua nè, tiền ship nữa nè. Đó, vận chuyển đủ thứ các kiểu thì bán cho anh em giá 750 ngàn là bao rẻ nha. Đó, rồi bây giờ mình quay chi tiết những cặp mâm nha anh em. Thì trước tiên là cặp mâm 3 cây nè. 3 cây. Mấy mâm này mâm theo xe đầy đầu nha anh em. Mâm 3 cây nè. Đó, 3 cây đùm. Nè, mình chưa vệ sinh gì hết nha anh em. Mình chỉ lên đó mình lựa, mình thử là không công không quản là mình mua thôi nha anh em. Chứ còn cái dơ bọng là mình về mình tự rửa nha. Mình không có không mình rửa. Hay má đùm đầy đủ. Bật đèn ống chỉ đầy đủ nha anh em. Đó, mấy mâm này là mâm theo xe đầy đầu không? Xài nó cực bền nha anh em. 3 cây. Rồi trước tiên là cặp mâm 3 cây 750.000. Thì mình gọi là cặp này là cặp số 1 nha anh em. Đó, số 1 nè. Đó. Rồi cặp 3 cây số 1 nha. Rồi tới cặp 3 cây số 2. 3 cây số 2 này nha anh em. Nó đùm đầy đủ. Máy này là bạc đạn không chỉ đầy đủ nha anh em, có đầy đủ hết. Thì mình bao cho anh em là không công quển gì nha. Không công quển gì hết. Nó đùm đầy đủ nè. Đó, giờ anh em vệ sinh lại, tại vì mình mua trên bãi mà chưa không có vệ sinh nha anh em. Thì nói chung là vệ sinh thì mình sẽ bán cao, còn chưa vệ sinh thì mình bán rẻ cho anh em. Rồi cặp mâm 3 cây. Mấy mâm này là mâm tốt hồi xưa không theo xe không nha anh em. Rồi cặp mâm này là cặp số 2. Số 2. 750.000 hết. Máy này là đồng giá 750.000 nha anh em. Rồi tới cặp mâm mát nè. Hổm giờ anh em nào kiếm mâm mát thì có mâm mát 6 cây nè. Đó, mâm 6 cây, má đùm đầy đủ nè. Đây. 6 cây mấy mâm này là xài cứng cáp cực kỳ nha anh em. Xài bao cứng bao bền cho anh em luôn. Má đùm đầy đủ nè. Đó. Cực kỳ bền nha anh em. Mấy mâm này là bền cực kỳ. Rồi mâm 6 cây này vô quay là đúng bài luôn nha anh em. Mâm số 3. 750.000 luôn. Rồi tới cặp mâm thì không biết bao nhiêu cây luôn. Nó quá trời cây luôn. Như cây đào vậy nè nha anh em. Đây má đùm đầy đủ. Cạn đầy đủ nha anh em. Đó, mấy cái này là cùi dĩa lớn nè anh em. Cái này là cái má cùi dĩa lớn nè. Cho anh em vô QE, QS đều được nè. QE, QS 110 rồi vô được nè anh em. Đó, mấy cái cùi dĩa lớn nè. Là vô QE, QS 110 được nè. Có đùm đầy đủ nè. Đó. Rồi cặp này là cặp số mấy đây? Số 4. Số 4. Rồi 750.000 luôn nha anh em. Cặp quá trời cây luôn mà có 750.000. Quá rẻ nha anh em. 750.000. Rồi tới cặp số 5. Cặp số 5 thì cũng là 5 cây luôn. Châu trắng châu đen luôn này nha anh em. Nó sơn gì mắc cười không. Đó. Ủa sao nó đùm đầy đủ nha anh em. Sao nó để hai cái má trước không à, hai má sau không à. Để đi có gì mình lựa lại, mình lựa lấy cho anh em cái má nó đùm đúng đó. Đây 5 cây.
5 cây này là xài bền nha anh em. Dày cui luôn nè. 5 cây này là cực kỳ bền nè. Đó. 5 cây này thì đúng chắc luôn nè anh em, nặng cực kỳ. Anh em chở đồ mua 5 cây này là về ok nha. Đó, 5 cây. Mâm 5 cây này mình bán cũng là 750.000 luôn. Đạn chỉ đầy đủ. Cặp này là cặp số 5 nè. Số 5 nè nha anh em. Số 5 nè, hai cái má sao không. Anh em nào mua mình lựa ra nha. Rồi 5 cây cũng là cặp số 5 luôn. Rồi tới mấy cặp sao biển nè nha anh em. Chở đồ là mua sao biển là đúng bài luôn nè nha anh em. Đây. Mâm sao biển. Mâm sao biển nha anh em. Ở đây người ta có đóng cái lưng đạn này nè nha anh em, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha. Bánh trước có đóng là bình thường nha, không có hư hao gì hết. Tại bánh trước nó nhẹ, nó sao nha anh em. Mâm sao biển là bao bền. Bánh sao là ok nè nha anh em. Bánh sao là ok hết, không đóng lưng, không cong quảnh gì hết nha. Mâm sao biển này chở đồ là đúng bài luôn. Rồi cặp này cặp số 6. Sao biển số 6 nha anh em. Đó, sao biển số 6. Rồi, tới cặp sao biển số 7. Sao biển màu trắng số 7 nha anh em. Mấy này là toàn bộ mình lựa rồi hết nha anh em. Nói chung mình lựa rồi là nói chung hình thức nó cũng tương đối là sạch đẹp nha anh em. Cặp số 7 nè. Sao biển số 7. Mình lựa rồi mình coi cũng tương đối đẹp mình mới mua nha. Đó, số 7. Số 7 anh em. Nó rùm đầy đủ nè. Số 7 anh em. Rồi mâm sao biển số 7 750.000 luôn. Rồi tới cái cuối cùng cũng là mâm sao biển luôn. Nói chung mấy mâm theo biển sao biển này là mấy mâm theo xe hồi xưa này nha, cả bền cực kỳ. Daisin nè. Mấy hiệu Daisin này nè. Bền cực kỳ luôn nha anh em. Anh em chở đồ mua mấy cặp sao biển này nè. Giờ anh em chở đồ là bao chắc bao bền cho anh em luôn. Cái mâm đề đầu không nè nha anh em. Đó, mâm đề đầu nè. Rồi cặp này là cặp số 8 sao biển luôn. Số 8. Số 8 sao biển nha. Anh em nào mua thì nhớ nói số giùm mình nha. Nhớ nói số giùm mình nha. Mâm sao biển số 8. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào càng cập thì cứ alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.